Hôm nay là ngày thứ bảy rồi các bạn ơi. À, trong phần linh thú của mình thì mình đã reset được con ứng lòng trong video hôm trước, bạn nhớ không? Thì hôm nay là mình sẽ triệu hồi nó luôn các bạn nhé. Bắt linh thú, dòng thật xịn, dòng thật xịn. Oh no. Như bíp vậy các bạn ơi. À đúng rồi, mình có một mẹo reset tỷ lệ ra ứng lòng nhiều hơn. Đó chính là các bạn đeo những con pet nó không liên quan gì đến ứng lòng, sau đó là reset các bạn nhé. Kiểu gì cũng ra, bốc phét đây các bạn ơi. Nốt chừng nha. Let's go. Cho mày vào này. Ồ, tăng thêm một tí choáng các bạn ạ, nhưng không ăn thua. Phải là cường hóa linh thú thì nó mới ngon lành cái đào cơ các bạn. Nó cắp lén. Ui giời, mới level 47 thôi. Level 60 thì nó sẽ là một cái gì đó khác bọt hơn. Khi mà sát thương nó gây ra sẽ bằng 500% cộng nhân vật chính các bạn nhá. Ồ, đây đó. Chơi luôn. Một món liên kích cộng được 13%. Thì ở thời điểm này thì cứ trang bị nào mà nhiều lực chiến hơn thì mình sẽ múc các bạn nhá. Đấy, ví dụ như trang bị này. Ồ, một cái trang bị cộng 24k điểm lực chiến các bạn này, tính cả ngủ luôn. Ngon. Ủa ôi, 45k này. Ô, lại còn bọc kích nữa, được. Hợp con nhà bà Lý luôn. À đúng rồi, mình phải đi mạo hiểm tí chứ, bởi vì là còn độ kiếp nữa mà. Đang cần vượt ải 5.15 kìa. Căng thẳng phết các bạn ạ. Nhìn cái ông lực ca này đánh như thế, khó chịu vai trưởng luôn. Bỏ qua chế độ. Ui, 11k điểm lực chiến, được. Ngon lành, easy. Tiếp tục lại 5.17 là mình lại gặp thêm một ông lực ca nữa. Con này máu trâu vãi cả trưởng luôn. Nhưng mà cố gắng là vượt qua này để mình có thể là độ kiếp được các bạn ơi. Độ kiếp được lên là nó hơi bị mạnh đấy. Một phát. Úi, hồi nhiều máu chưa? Tuyệt cả là vời nha. Thua rồi các bạn ạ. Không đủ sát thương để kết liễu nó. À, thêm một món trang bị đã tăng lực chiến. Để xem lần này có thể là kết liễu được ông lực ca này không đây. Nếu như mà trong quá trình chiến đấu nó bạo kích tầm 3-4 phát thì khả năng cao là có thể qua được. Còn không thì là không qua nha các bạn. Rồi, úi rồi đấy, có bạo kích đấy các bạn. Rồi, úi rồi. Úi rồi, có bạo kích tiếp này. Ô, ngon này. Ngon này. Hay luôn các bạn này. Độ kiếp được rồi đấy. Úi rồi, vừa khít luôn các bạn ơi. Lên ngay. Trời ơi, tiếp dây liền. Dạo này đang khả tiến các bạn ạ. Lên, hóa thần hậu kỳ các bạn ơi. Chuẩn bị lên tiền kỳ rồi các bạn ạ. Đó, tiếp tục là mình sẽ xả nốt hơn 800 đào cộng thêm 8 lần cạt quét khiêu chiến đế vương. Để mình xem là với cái số lượng đào này thì mình có thể lên được level bao nhiêu nha. Và yêu lực của mình sẽ tăng lên như thế nào thì các bạn cùng đón chờ xem nha. Chào ơi, trang bị quái gì tăng có 248 lực chiến. Thế này, bo tài. Chịu luôn đấy. Đúng rồi, dù sao cũng là tăng. Wow, tình hình là mình chặt còn 185 đào thôi và yêu lực của mình đã lên 440 vạn rồi. Nếu mà các bạn nhìn thấy mình chặt cây từ lúc mà còn béo tốt, bây giờ gầy còm nhom rồi các bạn ạ. Điên dưới chuỗi luôn. Ai xài, áo thực sự luôn các bạn ơi. Ok, thì như các bạn đã biết là đang có cái sự kiện đó chính là nhận cái ảo hóa ấy. Thì ngày hôm nay là ngày thứ hai đăng nhập cái câu chuyện bí mật. Thì mình cũng đã nhận được thêm cái ảo hóa nữa và lựa chọn được con quạ còi nhom này. Đấy, các bạn trông thấy có ngộ ngộ. Ok phết đấy. Ở trong phần huyết mạch thiên tiên của mình thì cũng đã xả đâu đó là 400-500 cái linh thảo rồi. Thì nó mới lên được như thế này. Hiện tại là đang tầng 11. Tuy nhiên là phần phẩm chất ở đây nó vẫn còn hơi thấp. Do là mình chưa đi được nhiều cái trấn yêu tháp với các bạn. Thì thôi, cái này mình sẽ đi dần dần và nâng cấp nó dần mạnh lên thôi các bạn ơi. Không có vấn đề gì, chủ yếu là chúng ta chơi làm sao cho nó hợp lý là được. Đấy, còn tiêu thụ của mình 3 ngày nữa mới nâng cấp. Vì trong 3 ngày tới thì mình cứ có đào là mình xả thôi. Chỉ tầm 1 ngày trước khi mà cái cây tiêu thụ này nó lên 12 thì mình sẽ tích lũy lại khoảng một vài nghìn đào, lúc đấy chúng ta sẽ xả cho nó hợp lý nha. Mỗi ngày chắc là mình sẽ tích được khoảng 1.000. Thì sang ngày cái cây tiêu thụ 12 là mình sẽ có 2.000 đào để mình xả thôi. Cực kỳ là easy. Trong ngày hôm nay thì chỉ còn vài phút nữa thôi là nó hết cái sự kiện quán đỉnh thần thông. Nếu như bạn nào mà chưa chơi ấy, nhớ chơi cái sự kiện này nhé. Ở đây có một cái lưu ý, đó chính là ở trong cái phần bảng quần hùng á, nếu như các bạn mà chơi cái chay giống như mình thì các bạn cũng chẳng cần phải đua top ngay ở những cái sự kiện đầu tiên này đâu, bởi vì là nó cũng không được nhiều phần thưởng lắm. Chủ yếu là các bạn quan tâm đến cái thần mạch này các bạn này. Đấy, chơi được đi đâu thì chơi thôi, không nhất thiết là phải đua top ở đây. Còn cái bảng quần hùng này thì các bạn có thể tích lũy theo như cái kinh nghiệm của mình á, thì các bạn tích lũy đâu đó tầm 40 cái vé này. Đấy, 40 đến 50 cho chắc. Nếu như các bạn mà yếu yếu thì tích tầm 50 cái vé này. Đấy, tức là các bạn sẽ cần phải chủ nhật là nó reset đúng không? Thì các bạn sẽ phải tích từ thứ 6 là 10 này, thứ 7 là 20 này, chủ nhật là 30. Đấy, thì sang 0:00 ngày thứ hai ấy, tức là 40. Đấy là nếu như các bạn mà mạnh là tích tầm 40 vé là ok, sẽ có thể ăn được top 1. Còn những bạn nào mà yếu
thì các bạn sẽ phải tích 50 vé. Thì các bạn tích luôn từ thứ 5 ấy, là nó sẽ hợp lý. Bởi vì là khi mà chúng ta đạt được top 1 là... nhầm, không phải cái này. Đây cái dương, nhầm. 1.000 này, 1.800 này, 2.400, 2.900 này, 3.003 này, 3.600, 3.800, 3.800 mà cộng đây là 3.950, 3.950 là 4.000, 4.130 nha các bạn. Đấy, tổng cộng các bạn sẽ có được 4.130 thì các bạn sẽ xả ở trong cái phần thần thông đây. Thì chúng ta sẽ có thể kiếm được rất là nhiều những cái thần thông cam các bạn nhé. Ok. Thế đấy là lưu ý cho các bạn có thể chơi được sự kiện Quán Đỉnh Thần Thông cũng như là ở ngày thứ 7 chúng ta làm nào cho nó hợp lý. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.